Ghi dấu đậm nét không khí xuân về, gắn kết cộng đồng khi xuân về Tết đến, không chỉ có những hoạt động như là khu dân cư của xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, trang hoàng thôn xóm. Một ghi nhận khác của các phóng viên thời sự cũng cho thấy điều đó. Thưa quý vị, ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ có 135 hộ với gần 500 khẩu là đồng bào dân tộc Chơ Ro đang sinh sống. Đây cũng là nơi có nhiều người Chơ Ro sinh sống nhất tại huyện Đất Đỏ. Cũng giống như người Kinh và nhiều dân tộc khác, người Chơ Ro đón Tết cổ truyền theo lịch âm. Và với người Chơ Ro thì Tết cũng là dịp để cả gia đình được nghỉ ngơi, sum họp cộng đồng. Theo truyền thống, cứ chiều 30 Tết, đồng bào dân tộc Chơ Ro tại ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ tập trung lại, cùng nhau nấu những món ăn, chuẩn bị hoa quả cúng rước ông bà về ăn Tết với mình. Hơn 10 năm nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng bào dân tộc Chơ Ro ấp Tân Thuận được xây nhà sinh hoạt truyền thống. Nên đây cũng là điểm để bà con dân tộc thực hiện nghi thức trước tổ tiên về ăn Tết. Là truyền thống của đồng bào dân tộc Chơ Ro, vào ngày chiều 30 thì có được một cái nhà truyền thống của đồng bào dân tộc rồi. Thì đã có cái duy trì cách đây khoảng là chục năm. Thì chiều 30 thì phải có gà, cái cây, nói chung qua quả rượu. Thì để chi? Để cúng rước ông bà theo cái thuật lệ của đồng bào dân tộc. Thì tất cả cô bác, những người có lớn tuổi, người có trách nhiệm đều phải có họp mặt đây để cúng quẩy rước ông bà về. Rước ông bà thì cũng bình thường thôi, nhưng bên cạnh có những cái món ăn, có nghĩa như bánh thì bánh tét của mình nó khác, còn đặc biệt với dân tộc thì sẽ gói khác, thì đặc biệt với phát là không bao giờ cúng được gà mái. Là một, hai bữa là bánh cúng ông bà thì không, chỉ đúng 6 giờ, không hơn và cũng không khuya và cũng không trễ, nếu trễ là mấy cụ sẽ bắt. Bên cạnh mâm cỗ, việc đánh cồng chiêng để mời gọi ông bà về ăn Tết là nghi thức quan trọng. Thì hãy mà làm cúng thì phải có bánh cồng chiêng. Từ hồi đời dân tộc hồi ngày xưa tới nay mà ông già bà già nó mất hết, chỉ là còn mình không. Rồi phải nhớ lại cái ngôi nguồn cội của mình từ hồi xưa đến nay, rồi phải quánh lại như vậy đó là mới được. Thì đó ông già gì, ông bà gì ăn Tết với mình, một còn hai nữa là mình cũng là tên dân tộc của mình, tục lệ dân tộc của mình hồi xưa tới nay, nên mình rất vui. Chứ ông bà mình mời ông bà gì đây ăn, chứ mình cũng rất vui. Sau lễ cúng rước, mọi người trong cộng đồng cùng nhau ăn bữa cơm, hưởng lộc từ ông bà, tổ tiên. Thế hệ trẻ được các bậc cao niên trong cộng đồng kể lại những câu chuyện về thời trước, truyền lại những tập tục văn hóa cổ truyền của dân tộc. Dịp này cộng đồng cũng trao nhau những lời chúc tốt đẹp. Tôi cũng có là sắp xếp thời gian để hòa nhập với cô bác. Có những cái là cái lễ Tết 30 là lễ truyền thống của ông bà. Như vậy đoàn tụ vui với nhà truyền thống. Sừng đến Tết về như vậy cô bác đến đây rất là vui. Phải nói là rất là tự hào, rất được vinh dự. Có một cái đón tiếp cô bác, anh chị, nói chung là rất là vui, phấn khởi, rất là tự hào trong lương tâm. Thì khi tham gia xuống đây em cảm thấy là cái nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chơ Ro được khơi dậy. Và cũng như là đây là cũng là một cái truyền thống cực kỳ quý báu. Bà là những người các bậc cao niên đã truyền lại cho tụi em và muốn giữ lại cái bản sắc văn hóa dân tộc thì tụi em cũng sẽ cố gắng sẽ phát huy những cái mà mình có và còn những cái chưa có chúng ta tụi em sẽ phát huy thêm nữa để xây dựng cho nhà văn hóa đồng bào truyền thống Bình Thuận một cái gì đó nó xứng tầm với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Với người dân tộc Chơ Ro, trước khi sum vầy trong gia tộc phải rước ông bà cùng về ăn Tết. Và lễ rước đó không thực hiện ở từng gia đình mà cùng với cộng đồng trong mái nhà chung là một phong tục thật đẹp, nhiều ý nghĩa.